Hôm nay bắt đầu trải nghiệm taxi xanh SM Lào Cai. Sau 30 giây đặt thì xe đã xuất hiện. À không phải. Trên app báo là 1 phút sẽ có mặt. Chắc là đây. Thường thường ở Lào Cai thì mình hay gọi taxi Hiếu Hồng. Taxi Hiếu Hồng thì thường thường là 3 phút là có mặt. Mình xem xanh SM của bác Vượng xem có lâu hơn không. Xanh SM của bác Vượng mới triển khai ở Lào Cai được chưa đầy 1 tuần. Đây, đúng là khoảng 2 phút. Vâng, xe rất đẹp, VF E34. Chào anh. Dạ, em chào anh ạ, xin chào, em đánh xe ạ. Lần đầu tiên trải nghiệm ở Lào Cai. Vâng, em tên Hòa, em xin phép phục vụ anh ạ. Em mời anh thức lên và em sẽ bắt đầu di chuyển ạ. Mình đến ăn quán nhậu từ sau ạ. Vâng, đúng rồi. Vâng, em xin phép bắt đầu di chuyển ạ. Buổi tối thì nhu cầu ở Lào Cai là chủ yếu là đi xe taxi, đi uống rượu. Chẳng có nhu cầu gì khác ngoài đi uống rượu là chính. Anh thấy nhiệt độ trên xe đã phù hợp chưa? Anh có muốn thay đổi không ạ? Dạ, em thấy là phù hợp rồi. Dạ. Mình đi vào hoạt động được bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ? Em đi hoạt động tầm được 6 hôm anh ạ. 6 hôm à? Dạ vâng ạ. Vâng. Thế là tỷ lệ từ hôm đấy đến giờ thì họ book xe có được nhiều không anh? Cũng em thấy như em thì là họ mà em cũng đạt được ít quốc với anh. À thế. Dạ vâng ạ. Vì mới quá đúng không? Dạ. Bây giờ ở Lào Cai thì mọi người chưa biết đến ngay cả cái đặt app. Vâng. Vâng. Như bọn em thì là hay đi rồi nên là mới biết đặt app. Dạ. Vậy thực tế là em thấy khách hàng phản hồi là giá cước bên em cao hơn taxi truyền thống. Em thấy cũng na ná thôi vì là cuộc này là em đi mất là 40 mấy nghìn đấy nhỉ? 48.000 ạ. Vâng, cũng bằng với thường thường em đi taxi Hiếu Hồng thì cũng bằng như thế. Vâng. Không biết là mọi người so sánh như thế nào nhưng mà chắc giá thì nó như nhau thôi. Vâng. Giá chung. Giá thì đó giá chung thôi nhưng mà thấy vẫn thấy khách hàng kêu là đắt. Đắt hơn nhưng mà đây là có phần bảo vệ môi trường. Vâng. Vâng. Và em thì em thấy không đắt hơn đâu. Vì là em cũng thường xuyên di chuyển ra quán nhậu tự do này, lần nào đi thì có lần thì là đi hết 45.000, có lần đi hết 50.000. Vâng. Rơi vào khoảng đấy thì mình là 48.000 thì chắc giá cước nó như nhau. Vâng. Vâng. Thế bây giờ mình đã có bao nhiêu đầu xe anh nhỉ? Trên em đang có 100 xe ạ. 100 xe. Vâng. Và sắp tới sẽ về thêm mấy chục xe nữa. Dự kiến Lào Cai sẽ có 300 xe. 300 xe. Vâng. Thế là cũng là một cái công ty là có xe taxi nhiều nhất Lào Cai luôn đấy ạ. Vâng. Vâng. Bây giờ Lào Cai có bao nhiêu trạm sạc này? Trạm sạc này, như em biết là Lào Cai quay quanh thành phố mình chỉ có 4-5 trạm đấy. À đây, mọi người nhìn xem cam 360 đây. Rất đặc biệt. Khi mình xi nhan thì nó mới bắt đầu lên đúng không anh? Và nó cứ cứ tay lái hơi nghiêng thế là nó ấy, nó sẽ lên cam 360. Lào Cai thì không phải là một tỉnh giàu nhưng mà đối với Lào Cai, thành phố Lào Cai thì lại là một trong top đầu của cả nước về mật độ xe trên đầu người. Vâng. Đấy là riêng thành phố Lào Cai. Vâng. Nên là người Lào Cai thì không thiếu xe để đi nhưng mà thiếu xe để đi uống rượu. Công an Lào Cai làm cũng khá là rát. Vâng ạ. Bây giờ là các chú công cảnh sát giao thông là gần như chỉ thi thoảng bắt được xe máy thôi, nồng độ cồn thôi, chứ còn có hôm đứng 2 tiếng ở đường Trần Hưng Đạo là cũng không bắt được ai cả. Vâng. Lại phải chuyển vào bắt làn xe máy thì được 1-2 xe. Còn lại mọi người ở Lào Cai thì cũng chấp hành thổi nồng độ cồn rất là tốt. Vâng. Luật ra thì cũng hạn chế được rất là nhiều. Thế là anh là người Lào Cai hay là? Em là người Lào Cai ạ. À, thế là khi anh được đào tạo ở Lào Cai thì anh được đào tạo cách đây bao nhiêu lâu rồi? Em đào tạo cách đây cũng tầm khoảng
chục ngày ạ. Chục ngày. Vâng ạ. Thế là một lần, có nghĩa là để trở thành taxi thì là có những cái điều kiện gì đấy? Trước hết là mà bằng lái xe là phải trên 6 tháng. Vâng. Vâng. Và độ tuổi. Độ tuổi là từ 21 đến 5 năm ạ. À, còn nghĩa là 20, 19 là không được, đúng không? Chưa được. Vâng, hình như họ em cũng thực ra em cũng không nhớ mang máng là như thế. Vâng ạ. Với thế lại còn tiếng Anh có cần biết cơ bản không? Tiếng Anh thì hiện tại là họ yêu cầu với các dòng xe cao cấp. Vâng. Cao cấp và cũng không có hình xăm hở nữa anh ạ. À dạ. Vâng ạ. Đấy là còn đối với dòng E34 này, xanh SM này thì là không ấy đúng không? Còn cái vâng, cái dòng vâng, VF8 ạ. VF8 thì vâng, thì nó sẽ cần ngoại ngữ. Và bên em thì sắp tới cũng sẽ có những cái lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho tất cả mọi người, ai có nhu cầu muốn học thì vâng. Thì em thấy là đi cái VF8 thì hết 54.000. Vâng. Còn đi xanh S à đi E34 này thì hết là 48.000. Vâng. Chênh không nhiều nhưng mà em thấy là chỉ sợ là lúc em cũng đang vội. Vâng. Chỉ sợ là book cái kia lâu hơn. Vì nhưng mà hiện tại là bọn em là chưa có lên xe VF8. Vâng. Và hiện tại là bọn em đang lưu hành là VF34 và VF35 thôi. Sắp tới mới triển khai nó có VF8. May quá hôm nay mình không book. Thế ở Lào Cai thì đang hiện nay thành phố Lào Cai có bao nhiêu trạm sạc ấy? Bao nhiêu địa điểm sạc? Địa điểm sạc em cũng chỉ biết mang máng tầm khoảng 5-6 điểm gì đấy anh ạ. Thế ạ. Vâng ạ. Có Đức Huy này, Đức Huy ở chỗ VinFast là 2 này. Vâng. Gâu nữa. Gâu là 3 này. Vâng. Và trong Bản Việt. Bản Việt là 4. Cốc San. Cốc San là 5. Vâng, đấy em biết những điểm đấy. 5 à? Vâng. À còn một trạm ở dưới đầu đường 27 nữa. Cây xăng đấy. Đấy là thành phố Lào Cai đúng không? Vâng ạ. Mỗi điểm sạc thì có khoảng 3 đến 4 trụ đúng không? Vâng ạ. Wow. Thế thì thực ra trong thành phố Lào Cai nó cũng không phải là quá rộng. Địa điểm sạc thì như thế thì khoảng 2 đến 3 cây một địa điểm sạc đúng không? Vâng. Khoảng đấy thôi. Nhưng mà bây giờ mà lên đến khoảng 300 xe thì nó sẽ ảnh hưởng đến trạm sạc, đến những người. Vì em nhận thấy là người Lào Cai cũng bắt đầu dùng rất nhiều VF8 rồi. Vâng. VF5 đến bây giờ lác đác nhưng VF8 em thấy là cũng khá là nhiều rồi, nhiều. Vâng. Mua rồi thì sợ nó có ảnh hưởng đến không khi mà khoảng 300 xe taxi. Như bên bọn em mà luôn ưu tiên là các khách hàng của VinFast. Vâng. Là sẽ họ sẽ được sạc trước và vâng. Bọn em trong như em được biết thì là trong cái trạm sạc ấy có khoảng 3 trụ thì bọn em phải nhường lại một trụ cho các khách hàng của vâng. VinFast. Thế là anh từ chạy được mấy ngày rồi? Em cũng chạy được từ hôm nhận xe, à, hôm 28. 28. Và cũng gần đã 6. Được quốc nào đi Sapa chưa? Em chưa ạ. À, thế à? Đi xa nhất là đâu rồi? Em đi xa nhất là mới từ thành phố này xuống bến xe trung tâm đấy ạ. À thế à? Vâng ạ. Vâng, nói chung là mọi người bây giờ quan trọng nhất là VinFast Lào Cai thì xanh SM thì phải quan trọng nhất là phổ cập cái cài app cũng như là phổ biến cái số điện thoại. Vâng. Chắc là cũng phải mất một thời gian. Dạ. Dùng app rất là tiện. Vâng. Mình biết được cái lộ trình mình đi và cái giá thành nó giống cả. Nó giống giữa Grab và taxi thường. Dạ. Đúng không? Rất là hay. Vâng, đây Hiếu Hồng vẫn đang đứng ở đây. Sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt. Và bây giờ đã đến địa điểm là nhậu tự do. À, xin thưa đại chào tạm biệt.